rồi người được ơn chữa bệnh cứu giúp cai quản cho các thiên ý quý mạnh cho thấy đây vẫn là Chúa là lập ở trong mọi thánh, có những người đó người giảng, người dạy, người đặt tay cầu nguyện, người có ơn chữa lành, người thông giải, tất cả điều đó. Rồi quý bạn trai tôi có một cái ơn mà giống như tôi nói đó, ít ai mà muốn cái ơn này đó, ơn cứu giúp. Quý bạn trai không tin tôi lập cờ giờ Nguyễn Kinh Thánh của tôi nè, tôi sớt cô đánh vòng tròn cái chuyện đó, tại vì mấy cái kia là ơn ai cũng xin hết, cho tôi nói chứng lại, cho tôi chữa lành, cho tôi nói tiên tri, nhưng mà ơn cứu giúp để cho một bé cứu giúp hào lắm, cứu giúp tới thì giờ lắm, phải không quý bạn trai? Nhưng mà đó là cái ơn. Và trong đây có một câu mà tôi đưa tới nhưng mà cái ơn nhận lãnh nữa. Phải không quý mạnh trang? Thì Phaolô nó ban cho có ơn nhận lãnh, có lợi hơn là nhận lãnh, tại vì có những người nhận và có những người ban cho thì cũng có ơn nhận lãnh nữa. Tôi nói thật quý mạnh trang, tôi giỡn, nhưng mà có nhiều con cái của tôi nói chứ trời đó quá kiêu ngạo để nhận lãnh từ người khác, quý mạnh trang biết nhiều lắm, nhận lãnh cái gì đâu quý mạnh, không nhận lãnh sự cầu nguyện của người khác, không nhận lãnh sự chúc phước của người khác, không nhận lệnh sự ban cho người khác. Tôi nói là cũng nhưng mà cho em nhiều khi nhưng vợ tôi cũng không thích điều này, tại vì tôi thích phát huy cái ơn nhận lệnh, tại vì ơn khác người ta có hết rồi. Thành ra giờ Chúa có cái ơn nhận lệnh không ai chịu, cứ cho con, cho gì còn cũng dớt hết, cho gì còn phải nhận hết. Quý mà cho em biết, tại vì cần một người hạ mình, tôi không nói tới những người mà chỉ muốn ăn của người khác, cũng nói điều đó quý mà cho em cũng yêu thương. Nhưng mà chúng ta phải hạ mình, chúng ta mới nhận lãnh. Chúng ta phải hạ mình, chúng ta mới nghe lời chỉ trích của người khác. Chúng ta phải hạ mình mới nghe lời dạy dỗ của người khác. Đó là nhận lãnh. Ai mới nhận lãnh là nhận lãnh tiền không vậy? Nhận lãnh chỉ trích cũng là nhận lãnh vậy. Phải không quý mạng chứ? Nhận lãnh sự số mối của thiên hạ cũng là nhận lãnh vậy. Cứ mỗi nghe nó nhận lãnh, nó nhận lãnh tiền, nó tổn thèm, không có. Hạ mình mới nhận lãnh được, thưa quý mạng chứ. Tại vì ai ban cũng được, nhiều người đâu có ban tiền đâu, ban sự dạy dỗ. Nè nha, phải làm vậy mới được ước nha. Nếu mà muốn được ơn tức là Chúa phải vậy nha. Nếu mà muốn được lên điện này phải vậy nha. Đó, ban cho đó, ban tạo lại ban. Tức là give out, in give instruction, dạy dỗ rồi để tách không sửa chạy người ta không à. Nhưng mà tôi nói cùng quý bạn cho em có những cái ơn mà quý bạn cho em sẽ thấy rằng Chúa muốn sử dụng tất cả những cái ơn đó là làm cho hội thánh của Đức Chúa Trời phước. Nhưng mà trong cái thời giờ thì tôi sẽ từng người chia sẻ cùng quý bạn, nhưng mà để nói là cái ơn đó ngày hôm nay còn không? Tại sao không? Ngày hôm nay có nhu cầu không? Có. Thì có cần phải có ơn ban cho, ơn cứu giúp phải quý bạn chứ? Ngày hôm nay chúng ta cần lời của Đức Chúa Trời không? Có. Cần phải có ơn ra giảng phải quý bạn chứ? Có ơn giảng dạy. Ngày hôm nay có bệnh tật không? Có. Còn ơn đặt tay, tất cả những điều đó có hết. Quý bạn chứ biết là có nhiều hội thánh thì tin hoặc là tin lành tin. Ngày hôm nay thì vẫn có thể cầu nguyện cho cái đau kẻ đau được lành mà không nói tiếng mới. Tại sao vậy? Tại quý bạn trai biết rồi, cầu nguyện cho cái đau thì ít ai dám cầu nguyện đúng không? Đủ cầu nguyện xong cái đau không được lành quê sao? Nhưng mà nói tiếng nói thì nói ai nói cũng được. Tôi ra nói cùng quý bạn trai nói dễ mà, phải không quý bạn trai? Nói bậy cũng nói được nữa. Có nhiều người chạm tôi không được ba tên nước lên nghe tôi nói tiếng mới. Đó, nói tiếng mới. Nhưng mà cuối cùng cũng xuống địa ngục thôi. Tại vì anh mới nhả bán đánh mà cho cái tiếng đó cho chúng ta. Anh dám chọc tới Đức Tư Linh. Phải không quý bà Trang? Quý bà Trang hiểu được đó không? Nhưng mà quý bà Trang thế này, có thật thì có giả. Hồi nãy tôi nói gì? Mà quỷ muốn bóp méo cái điều phước hạnh mà Đức Tư Linh cho tôi và quý bà Trang còn cho chúng ta nghi ngờ đó. Sự sống đời đời là phước hạnh phải quý bà Trang. Tin vào Đức Chúa Trời là phước hạnh thì ma quỷ bóp méo mà nói ma chi? Không phải đâu. Chúa nói vậy chứ Chúa sợ mình bằng Đức Chúa Trời cho nên Chúa cám ơn cho á. Tôi nói cùng quý bà Trang không có một giây phút nào mà tôi bàn cãi. Cái trái đó là trái gì? Mà tại sao Chúa cấm? Tôi thường nói cùng quý bạn trai tôi có cái câu hay hiểu. Nếu mà Đức Chúa Trời nói gì, Ngài muốn nói gì thì Ngài nói tại Ngài là Đức Chúa Trời. Dạ như vậy thôi, phải quý bạn trai? Mà lời Chúa cũng nói là tại sao cái bình đất mà dám nói với cái người thợ cơm? Tại sao cái con chị? Tại sao cái con kia? Tại sao mà xanh quay mà đỏ? Tại sao là bình đất mà quay đường dài? Ngươi là cục đất! Ta muốn nặng ra như cái gì ta nặng? Ta là Đức Chúa Trời. Nếu mà tôi muốn sanh người ra, tôi quăng người xuống địa ngục cũng được nữa. Phải quy mạnh em, ta là Đức Chúa Trời. Quy mạnh em biết rồi, phải quy mạnh em. Quy mạnh em với con của mình, có nhiều đứa nó ngồi nó xé đã, nó xé vui lên, nó xé cái gì nó xé cháy, nó xé thuộc trời, ca, chán lắm ta. Thôi, quay vô, tại sao? Của nó mà. Nó vui thì nó lập, mà nó không vui thì nó đạt.
vậy thôi, phải quy mạng cho em. Đức Chúa Trời muốn đạt thì đạt, muốn lập thì lập. Nhưng mà tôi cũng quy mạng cho em là Đức Chúa Trời chúng ta không có khùng. Tại ra Ngài không lập cho vui, rồi vui bữa buồn. Phải quy mạng cho em, Ngài tạo dựng lên để chi? Để làm vinh hiển danh của Ngài thì nó phải là vinh hiển. Khi Ngài tạo dựng lên tôi rồi quy mạng cho em, để vinh hiển danh của Ngài, cho đến khi chúng ta chọn theo cái sự ô uế và tội lỗi mà ma quỷ nó làm trong mắt cho chúng ta mà. Cho nên ngày hôm nay quý bạn cho em biết rằng Đức Trời ban Đức Thánh Linh cho chúng ta, đó là một ơn tứ, đó là món quà. Khi rồi tôi nói cùng quý bạn cho em đó, hãy ăn năn rồi nhận lãnh cái điều trên cao lời hứa của Đức Chúa Cha là Thánh Linh. Sự đề trai của Đức Thánh Linh là lời hứa của Đức Chúa Cha, và ơn tứ của Đức Thánh Linh là món quà của Ngài ban cho tôi và quý bạn cho em ngày hôm nay. Nếu tôi và quý bạn cho em chỉ muốn có sự sống của Chúa thì chúng ta mất rất là nhiều, tại vì ơn tứ của Chúa dành cho tôi và quý bạn cho em. Nhưng mà đừng vì người nào nói tiếng lạ mà chúng ta không hiểu, đừng vì những người thực hành sai trật mà chúng ta nói rằng ngày hôm nay ơn tứ nó không còn. Không, ơn tứ nó còn, nhưng mà trách nhiệm tôi và quý bạn cho em, trách nhiệm mỗi một người là nhận sự sống của Chúa, đó là trách nhiệm của mọi người. Và trách nhiệm của mọi người là khi chúng ta có sự sống của Chúa thì Chúa dẫn chúng ta đến sự khao khát cao hơn. Đó là sự ơn tứ của Ngài. Để chi quý bạn cho em nghĩ lại đi, ơn tứ của Ngài để chi? Để chết cho Chúa thưa quý bạn cho em, chứ không phải để có nhà lầu, có gì nữa đâu. Tại vậy Đức Thánh Linh đi rồi có năng quyền cầu nguyện gì cũng được đấy, chặt lắm. Cầu nguyện theo ý Đức Chúa Trời thì mới được, chứ không phải cầu nguyện cái gì được cái nấy thưa quý bạn cho em. Nếu mà tôi cầu nguyện cái gì được cái nấy thì kẻ thù cũng chết ngay hết rồi. Mà đúng ra tôi kẻ thù nhiều hơn người thân, thành ra cũng không còn ai trong ngoài tôi, tai cũng chọc giận tôi hết. Sáng ra đường mà hai ai chọc giận biến mất. Phải quý mạng cho em hiểu không? Cảnh sát mà cho tôi thiết kế biến mất. Tôi mà tất ai là biến mất hết á. Mà tôi nói hỏi ở đây cũng biến mất. Nhưng quý mạng cho em biết rồi, là khi chúng ta làm gì cũng được, là trong năng quyền của Chúa để làm sáng danh Đức Chúa Trời, chứ không phải cho tôi và quý mạng. Amen. Như kỳ đầu tôi có nói cùng quý mạng cho em nên nhớ là một Đức Chúa Trời sự sống. Đức Chúa Trời với sự sống lại là đánh năng nguyện cường chúng ta khi chúng ta yếu đuối và giúp chúng ta để mà bền vững ở trong Ngài. Cái quên của nhiều người là nhiều khi chúng ta được ơn trước mặt Chúa rồi đó, khi Chúa chúc phước rồi đó, thì mình nghĩ là cái đức tin của mình dẫn mình tới cái chỗ đó. Không phải. Sự năng quyền của Đức Trời và sự thành tín của Ngài dẫn chúng ta đến chỗ đó. Nhưng mà mình chưa đi hết con đường đâu quý bạn chứ. Đừng tưởng đó là chấm dứt rồi. Con đường mình thấy ngon nó tan lên, cái lá nó xuống hồi nào cũng hay. Hai quý bà cha. Nhưng mà điều gì Đức Chúa Trời làm là có mục đích giữ cho chúng ta trung tín trước mặt Ngài vậy đó. Và quý bà cha mình biết là nhiều khi cái giàu sang đó cho chúng ta thấy sự vinh hiển của Chúa, nhưng mà nhiều khi mà cái tối tăm trong cuộc đời, cái mà còn bẩm chật nhất, cái mà thấp nhất, lại thấy cái năng quyền của Chúa vĩ đại hơn trong cuộc đời. Amen. Lúc ông chó mà có đầy đủ thì ma quỷ biết nó đầy đủ phải rồi, nó cứ dâng tu lễ cho Chúa hoài, nó cứ cầu nguyện Chúa hoài. Chúa cưng nó quá mà, sao chớ không yêu Chúa được? Tại vì Chúa nói ngươi thấy chớp tôi tớ của cha của ta chăng, là ma quỷ ghét rồi. Ngày hôm nay ngươi thấy phi con của ta, thấy lê vi con ta, ma quỷ ghét rồi. Quý bạn cha biết ma quỷ chỉ thương khi nào Chúa không đọc tên mình thôi, chứ biết mà Chúa mà đọc tên mình ra là ma quỷ nó ghét rồi. Phải không quý bạn cha? Thì nó xả bố đúng rồi, tại vì Chúa cho nó khỏe mạnh thì nó yêu Chúa đúng rồi. Chúa cho nó ra tiền bạc thì Chúa công ăn việc làm cái gì cũng đầy đủ, thì Chúa ngon để tôi đụng nó cái coi nó rủa Chúa liền, đúng không phải quý bà cha? Nhưng mà trong cái thời kỳ mà chớp mắt tất cả là cái thời kỳ mà Chúa có tất cả và chớp có Chúa tất cả trong cuộc đời. Amen. Cho nên tôi nói cùng quý bà cha, tôi không trông đợi cái ngày mà tôi mất tất cả, cũng như tôi không trông đợi cái ngày tôi có tất cả. Nhưng mà tôi trông đợi Đức Chúa Trời, và giàu có tất cả, không có hay là mất hay là con, thì tôi có Chúa chẳng gì vậy thôi. Thưa quý em, em tôi cầu nguyện là tôi đừng phải mất tất cả, nhưng mà tôi chuẩn bị để rồi nếu có mất tôi cũng còn Chúa ở trong cuộc đời. Biết bạn cho hiểu được đó không? Amen. Amen. Chúa biết mà. Chúa không có bao giờ để cái gì thử thách quá sức chịu đựng của tôi và quý mình. Nhưng mà trả lời quý mình cho nên thành ra ngày hôm nay tại sao những cái ân tứ này nó cần thiết trong cuộc đời cho tôi và quý mình em? Tại vì cùng một cái sứ điệp mà giảng dạy bởi môn đồ thì sứ điệp nó cần giảng dạy ra bởi tôi và quý mình. Sứ điệp của Đấng Christ, của Đấng chết vì tội lỗi của nhân loại và Đấng sống để cứu mọi kẻ tin, và Đấng sẽ trở lại để rồi dẫn chúng ta tới một chu kỳ mới của Đức Chúa.
chồng là vương mất của Đức Chúa Trời. Thầy đã đánh nó còn thầy kế ơn tứ của Chúa cho hội thánh, ra cái ơn tứ của Chúa để làm cho hội thánh của Chúa phát triển, ơn tứ của Chúa để giúp đỡ, để mà để cho khiến cho các môn đồ được có kết quả, các môn đồ có được equip, tức là trang bị để mà hầu việc Đức Chúa Trời từ khi mà trang. Thầy đã đừng có nói với tôi là nó không có. Nhà quyên và anh em cũng biết rằng điều gì mà Đức Chúa Trời làm cho sự vinh hiển của Ngài thì ma quỷ cũng làm cho sự vinh hiển của con người. Và khi con người mà nhận lấy sự vinh hiển thì nó mất, phải quyên mình chứ. Chúa dạy Timothée hãy nghiêng lại cái ân tứ mà đã có trong con. Tức là ân tứ nó có thể mất, có thể nguội, không xài là hết, phải quyên mình chứ. Có bao nhiêu quyên mình chứ biết là mình không nấu ăn thời gian cái mình nấu lại nó dở, đúng không? Phải quyên mình chứ. Đúng không? Chúng ta không làm việc thời gian bây giờ đi bộ cũng mệt đó, đừng nói làm việc. Hôm trước và Lê Vy là Phương có giúp tôi làm vườn rồi cứ giúp một số cây đồ này nọ làm tôi ra hang quá. Khi Phương về rồi tôi cũng ra khi một vài bao như sau bữa sau ta ưng quá. Mới công công xúc cái đất này để đổ từ cái đất này qua tới bên kia xong đứng dậy không nổi. Cái gì mình không làm rồi thì mình sẽ trở nên yếu và mình sẽ không có năng quyền trong đó nữa, quý mạng cho hiểu điều đó. Cho nên có những điều mà Đức Thánh Linh ban cho chúng ta phải thực hành và lời chúng nó rất là cái ơn tiên tri phải thực hành, practice. Ta trên cây đa cũng practice. Sự ban cho không practice chúng ta phải thực hành như điều đó, nhưng một quý mạng trên đây, tất cả những điều đó được ban cho và ông chỉ cho chúng ta được điều cao hơn hết. Tức là cuối cái câu đoạn 12 đó. Câu 31 đó, hãy ước ao cho sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn là gì? Trong đoạn 13 là tình yêu thương. Tại vì tình yêu thương giết mọi sự kiêu ngạo. Tình yêu thương sẽ giết mọi điều của xác thịt. Tình yêu thương sẽ giết những điều gì của mình để dẫn đến điều của Đức Chúa Trời phải nguyên bàn chân. Và tôi chỉ quyến bàn chân một vài điều. Trước khi tôi nói sâu về món quà ân tứ của Đức Thánh Linh thì quyến bàn chân phải hiểu cái việc làm của Đức Thánh Linh tại sao quan trọng trong cuộc đời tôi và quyến bàn chân. Đức Thánh Linh là ngôi ba của Đức Chúa Trời. Và tôi không dám cắt nghĩa cho quý bạn cho em ba ngôi là như thế nào là tại vì nó là thật học. Nó rất là nhiều, rất là những đầu. Nhưng mà đại khái chúng ta biết là có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Phải quý mạnh cho em. Và ba ngôi là một, ba ngôi là Đức Chúa Trời. Nhưng mà ba ngôi đều riêng biệt khác nhau hết. Quý bạn cho em nói Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Con là Đức Chúa Con chứ Đức Chúa Con không phải là Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh cũng không phải là Đức Chúa Cha. Quý bà cho em hiểu rồi đó, ba ngôi khác nhau nhưng ba ngôi là một Đức Chúa Trời. Phải quý bà cho em, điều tôi có thể hiểu thì quý bà cho em biết rồi, tôi chỉ cắt nghĩa cho một số người mà hơi lung bung á, có nhiều cái chúng ta không hiểu, nhưng mà đại khái như trạng thái nước thì quý bà cho em biết. Nước thì có thể đạt thể lỏng và thể khí. Phải quý bà cho em, nhưng mà thể nào cũng là nước. Phải quý bà cho em, và đạt nó không là lỏng và lỏng cũng không phải là khí. Đại khái thì cái đó là cái mà tô thiển nhất mà chúng ta có thể hiểu để mà nhìn thấy được những cái đó, là nhiều người nói tới cái chấn như cái này thôi, nhưng mà đại khái nước là đủ rồi mà không cần nói nhiều. Nhưng mà tôi nói cũng biết bà trên nhiều lúc không hiểu cũng được, không sao hết, điều đó chứng tỏ là mình không phải là Đức Chúa Trời. Có nhiều người nói anh không hiểu sao anh tin, tại vì có cái tôi hiểu được thì tôi tin, mà nếu tôi không càng hiểu thì mới càng mới nói ra được là Đức Chúa Trời thông minh hơn tôi, chứ nếu Đức Chúa Trời bằng tôi tin chứ anh chị. Nếu mà Đức Chúa Trời thông minh cỡ tôi vậy là anh chết lâu rồi, thế gian này quên hoại lâu rồi. Phải không? Quyên bàn chay Đức Chúa Trời phải cao hơn tôi, vì cao hơn tôi là sao tôi hiểu. Nhưng mà tôi chỉ tin. Quyên bàn chay hiểu được không? Rồi quyên bàn chay đấy, thì Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh anh làm việc như thế nào thì đại khái trong sự thô thiển của tôi chứ chẳng có bằng tiến sĩ gì hết. Quyên bàn chay cứ nhớ, đại khái Đức Chúa Cha là giống như organizer hay plan này. Là đấng mà chủ trì, đấng mà thiết lập ra chương trình, và chương trình tối cao nhất là chương trình của sự cứu rỗi. Đức Chúa Cha là đấng chủ trì, đấng thiết lập ra chương trình, organizer. Đức Chúa Con là đấng làm thành cái chương trình đó. Quý bà cha mẹ rồi đó, Đức Chúa Con thì Đức Chúa Con làm thành cái chương trình đó, và Đức Thánh Linh là gì? Dẫn con người đến được cái chương trình đó. Quý bà cha hiểu rồi đó, Đức Thánh Linh là đến để mà đem cái sứ điệp của sự cứu rỗi đến, và dẫn người ta đến cái sự làm thành của Đức Chúa Con. Đại khái vậy. Thì như vậy quý bạn cho thấy là Đức Thánh Linh làm việc cho chúng ta để dẫn sự vinh hiển của Ngài về Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu dẫn sự vinh hiển của Ngài về
Đức Chúa Trời và nguyên vẹn trên trên vinh hiển như vậy. Và không có thiên sứ, không có một thánh nào ở dưới đất này mà xứng đáng được cái sự vinh hiển ngoài trừ ba người Đức Chúa Trời hết. Và chúng ta cũng không xin go ra, chúng ta cũng không nói mời Đức Thánh Lô giờ là Đức chúng con đi chơi đi rồi Đức Chúa Cha chạy bữa con gặp đợi. Không có nơi nào có Đức Thánh Linh là có Chúa Giêsu, có Chúa Giêsu là có Đức Chúa Cha. Phải quý mạnh trang, tôi thường nói quý mạnh trang, nhiều lúc mình nghĩ trong cái đầu nói ôi chào Đức Thánh Linh rồi bỏ quên chào con với cha làm sao, hai ngôi đó buồn sao, thôi chào Chúa được rồi. Phải quý mạnh trang, mà cũng chẳng không chào thì Chúa đi đâu mà chào. Quý mạnh trang hiểu được không, nhưng thôi quý mạnh trang muốn chào, muốn làm gì cũng được hết. Nhưng cứ nhớ cho tôi, mỗi lần mà chúng ta có mặt là sự hiện diện của ba ngôi, có mặt tôi toàn là quý mạnh trang. Nhưng mà Đức Chúa Linh trong vai trò của Ngài rất là quan trọng, tại vì Đức Chúa Con làm thành chương trình của Đức Chúa Cha rồi. Và những điều gì chương trình của Đức Chúa Cha đều đã làm thành trong Ngài, ngay cả những điều mà chưa xảy ra cũng đã làm thành trong Ngài rồi. Quý mạch cho em hiểu điều đó. Trong thời điểm chúng ta sẽ thấy, nhưng mà đâu cặp mắt Đức Chúa Cha thì mọi sự đã được rồi. Mọi sự đã thành, sự chết Chúa đã xong, sự sống lại Chúa đã xong, sự việc thánh thiên của Chúa đã xong, sự trở lại của Ngài đã xong trong cặp mắt Đức Chúa Trời, sự tiếp đón vào thánh của Ngài cũng đã xong trong cặp mắt Đức Chúa Trời. Phải không quý mạnh cho em, và sự Ngài sẽ trở lại đón xét của thế gian cũng đã xong, tức là trong chương trình Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu, thì chương trình đã được chọn, đã làm được hoàn thành bởi Chúa Giêsu. Và Đức Thánh Linh là đấng mà dẫn chúng ta đứng và vào cái chương trình mà Chúa Giêsu đã làm thành. Trong đó cái sự dẫn dắt của ông Ngài, trong đó cái sự tẩy trị của ông Ngài chúng ta, Đức Thánh Linh dẫn chúng ta đến sự thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời, tức là sự thờ phượng chiên con và sự thờ phượng ba ngôi phải quý mạnh trên. Cho nên trong cái điều đó thì quý mạnh em thấy là công việc của Đức Thánh Linh rất là quan trọng. Đó là lý do mà lời Chúa nói là chớ làm buồn Đức Thánh Linh. Tại khi tôi và quý mạnh em làm buồn Đức Thánh Linh, khi mà chúng ta chọn một cái lối sống mà chiều cái xác thịt thì chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh, đúng không? Giảng gì vậy thôi, tại vì Đức Thánh Linh không chiều con người, nhưng mà Đức Thánh Linh chiều Đức Chúa Trời, phải không? Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có một cái lối sống mà chiều cái xác thịt thì lối sống chúng ta không thể nào làm vui Đức Thánh Linh được, nhưng mà là khi chúng ta sẽ làm buồn Ngài. Và khi mà chúng ta mà ở trong Đức Thánh Linh thì Đức Thánh Linh vui lòng để dẫn chúng ta vào cái sự lớn và hoàn thiện của chiên con trên cuộc đời tôi và quý mạng trên. Tôi nói cùng quý anh bạn, chẳng có gì lạ lùng với những cái ân tứ của Chúa ban cho hội thánh hết. Tại vì sự đó là một trong những điều ban cho để mà Chúa trang bị hội thánh của Ngài và khiến cho hội thánh của Chúa đứng vững ở trên đất này trong những sự chiến trận của ma quỷ. Phải muốn sống đó. Nhưng mà chúng ta đừng để cái xác thịt nó làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà một lần nữa tôi nói, con người mà không có Chúa là vào hội thánh của Chúa đã sợ rồi. Tại vì trong đây có thần linh. Nhưng mà thần linh của Đức Chúa Trời chỉ làm sợ những người chống Chúa, nhưng mà sẽ yên ủi những người cần Ngài. Thưa quý mạnh trẻ, hiểu điều đó. Amen. Khi mà chúng ta có tinh thần chống Chúa thì tất cả những điều gì chúng ta làm trong hội thánh hay là đọc lời Đức Chúa Trời, nó đều xuyên vào cái lòng và cái lời, cái đời sống của một người mà chống Chúa hết quý mạnh trẻ. Tại sao? Tại vì lời của Chúa thì dẫn chúng ta đến Đức Chúa Trời, mà người đó không muốn đến Đức Chúa Trời thì người đó sẽ thấy bị offended, phải không quý mạnh trẻ? Nhưng mà đối với những người cần Chúa đó thì lời đó không có làm cho họ bị tức giận mà bực bội mà phiền chúng ta, mà lời đó yên ngủ, tại lời đó dẫn họ được đến với đấng yêu mũi và đấng yêu thương họ. Phải quý mạnh trên, quý mạnh trên hiểu điều đó. Cho nên coi với tôi một cái câu mà chúng ta có nói đi nói lại mấy lần, Giăng đoạn 16 câu 8. Trước khi chúng ta đi sâu vào ẩn tứ đó, quý mạnh trên hiểu việc là của Đức Thánh Linh. Và tôi thường nói cùng quý bạn cho em á, nếu mà quý bạn cho em thờ phượng Chúa mà đi về không thấy vậy, cái vui vẻ cuộc đời chẳng thấy có cái chuyện gì xảy ra đó, là tôi đã thất bại trong cái sự ra nhãn lời của Đức Chúa Trời. Và sân thiên đoàn của nhiều thường, tôi thường nói cùng quý bạn cho em có hai điều. Khi mà chúng ta đến nhà của Chúa, nếu là Chúa được ra giảng, thì một là mình yêu mến Chúa hơn, hai là gì, mình ghét Chúa hơn. Tại vì lời Chúa chỉ vậy thôi, chẳng chúng ta tới mà chúng ta không chịu thì nãy chúng ta sao? Phải không quý bà cha? Chứ không bao giờ đi nhóm về mà thoải mái cuộc đời chẳng thấy chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà khi tôi giảng lời Chúa, quý bà cha thấy điều lời Chúa dạy chúng ta là Giăng đoạn 16 câu 8. Khi Ngài đến là Đức Thánh Linh thì Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình, về sự phán xét, vì tội lỗi vì
Họ không tin ta về sự công bình thì ta đến cùng cha. Vì các ngươi chẳng thấy ta nữa vì sự phán xét, vì vua chúa thế gian đã bị đoán xét. Ba điều rất là quan trọng trong việc làm của Đức Thánh Linh. Mày xảy ra quyến bàn cha biết rằng Đức Thánh Linh cáo trách thế gian về tội lỗi, chứ không cáo trách tôi và quyến bàn cha. Nên nhớ, lời Chúa có cáo trách chúng ta nhưng mà dẫn chúng ta vào sự công bình và sự lành lòng của Chúa Giêsu. Nhưng mà Đức Thánh Linh cáo trách thế gian tội lỗi thì quyến bàn cha biết không phải là con người không biết họ không có tội. Không phải con người trong con biết họ là họ thiếu mất cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng mà con người chọn cái con đường cứu rỗi cho riêng họ. Con người tự định nghĩa thế nào là công bình, phải quyên bàn cho em. Đó là lý do con người thờ những cái thần tượng, tại vì nghĩ là những thần tượng đó là thần của họ. Quyên bàn cho em hiểu điều đó. Nhưng mà Đức Thánh Linh đến thì tại thập tự giá, quyên bàn cho em nghe kỹ, tại thập tự giá sự làm chọn của Đức Thánh Linh dẫn Ngài đến sự chết và dẫn Ngài đến sự sống. Và Đức Thánh Linh một lần nữa tại thập tự giá, Chúa Giêsu kiếm mọi sự điều chỉ với Ngài, và tại chỗ Đức Thánh Linh được ban cho bởi sự giáng mặt của Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh này đến bởi sự giáng mặt của Chúa Giêsu thì điều mà Chúa Giêsu làm là trên thế gian ngày ngày nói về tội lỗi trên thế gian này, ngày nói về sự đoán xét trên thế gian này, ngày nói về sự công bình, thì Đức Thánh Linh một lần nữa sẽ chỉ cho thế gian để định tội và nói lên thế gian bị định tội về tội lỗi. Tại sao quý mời cho em? Về tội lỗi vì họ không tin ai, không tin đến Christ. Khi Chúa chết trên thập tự giá thì cái sứ điệp trên thập tự giá là vì mọi người đã phạm tội và mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho nên tiền công của tội lỗi là sự chết. Và cái sứ điệp của Đấng Christ trên thập tự giá là vì vì sao quý mình trên gian là ba câu sáng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến ra nên hỏi ban con một của Ngài hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là sứ điệp của Đấng Christ. Và khi sứ điệp nó được nói ra thì nguyên bản cho em biết rằng thế em bị định tội tại vì họ không tin Đấng Christ. Con đường duy nhất để có sự cứu chuộc là Đấng Christ, mà họ không tin Đấng Christ là họ tự định tội. Tại nguyên bản cho em, tôi có thể nói nhiều hơn nhiều nguyên bản cho em tới ngày hôm nay, tôi không cần nói nhiều về tội lỗi, nhưng mà khi chúng ta tuyên bố Đấng Christ, chúng ta nói con đường duy nhất là Đấng Christ, sinh sống đời đời duy nhất là Đấng Christ, thì chúng ta đã offend, chúng ta đã đụng chạm nhiều người, tại vì họ không chấp nhận Chúa Giêsu là con đường duy nhất. Ai cũng nói là mình có tội, chứ đó là lý do tôi tụng kinh, đó là lý do tôi đi chùa, đó là lý do tôi có những cô lệ, tôi bái lọc hay tôi làm điều thiện đó cả. Họ chọn tự chọn một cái con đường cứu rỗi, một con đường tốt lành hơn. Nhưng mà quý bà cho em nghe tôi dùng chữ không, con đường của con người, nhưng mà họ không chọn con đường của Đức Chúa Trời. Và đó là lý do con người phạm tội, tại vì con người chọn con đường của con người thay vì con đường của Đức Chúa Trời. Và con người sao bị định tội về sự công bình, tại vì Chúa Giêsu xét cái standard, Chúa Giêsu là tiêu chuẩn của sự công bình duy nhất ở trong Ngài có sự công bình. Tại vì khi chúng ta nói sự công bình là chúng ta nói Chúa Giêsu, mà chúng ta nói Chúa Giêsu là chúng ta nói sự công bình của Đức Chúa Trời. Tại vì người ta từ chối, và khi nói về Chúa Giêsu họ cảm thấy là họ có tội, họ cảm thấy là họ bất khiết, họ cảm thấy là họ không công bình, và họ chống cự lại danh của Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu dẫn vào sự công bình thưa quý vị. Và vì vậy quý quý bạn cho thấy thế gian tự chống Chúa Giêsu, tại vì họ chống sự công bình của Chúa Giêsu. Không thể nào một con người mà dẫn tôi đến Đức Chúa Trời được, nhưng mà họ quên là con người đó đến từ Đức Chúa Trời thì có thể về từ Đức Chúa Trời. Hãy quý bạn em, vì lý do đó họ từ chối cái sự sanh ra bởi người nữ đồng trinh của Chúa Giêsu. Họ từ chối cái sự chết cho nhân loại của Chúa Giêsu. Họ từ chối sự thanh thiên của Chúa Giêsu. Họ từ chối cái sự cầu thai và sự trở lại của Chúa Giêsu. Tại vì họ không tin rằng Chúa Giêsu xét cái standard là cái bằng cái mực thước của sự công bình để dẫn chúng ta đến Đức Chúa Trời. Một lần nữa lời Chúa nói gì? Ta là đường đi lại thật và sự sống, không bởi ta thì không ai được đến. Chà, Chúa Giêsu nói vậy. Quý bạn cho anh thấy không? Một sư dụng chẳng nói gì hay không? Nói đi nói lại cũng lời Đức Chúa Trời thôi hả? Điều thứ ba, khi Ngài đi thì Ngài xét cái standard, xét Ngài ngắt, Ngài để một cái tiêu chuẩn về sự công bình. Và Ngài nói sao? Điều đó là sao quý bạn cho em? Và các ngươi chẳng thấy về sự phán xét, vì vua chúa thế gian này đã bị phán xét. Tại thập tự giá thì Chúa đoán xét cái sự hủy diệt và tội lỗi, và vua chúa của tội lỗi là ma quỷ tại thập tự giá. Thưa quý bạn cho em, xin quý bạn cho em đừng có coi thường thập tự giá. Chúa chúng ta, tôi nói rồi, không phải giống như giáo trưởng khác làm nhiều khi. Nếu mà Chúa giống như giáo trưởng khác thì Ngài quá cải lương, Ngài quá kịch bản, Ngài quá chẳng nữa. Tại có mình Ngài đó là ta là Chúa, mình Ngài nói ta là con Đức Chúa Trời.
Mình Ngài nói ta là con đường đi duy nhất đó. Xin bởi vì như mấy ông là người kiêu ngạo, trong lúc những người khác thì nói con đường nào cũng tới La Mã, ông nói chỉ có một con đường là đúng, con đường Thập Tự Giá. Nhưng mà tôi không thể nói gì khác hơn, tại vì chỉ có một bài tập thôi. Phải quý mạnh cho em, quý mạnh cho em hiểu được đó không? Nhưng mà Chúa nói về cái sự đoán xét, tại sao quý mạnh cho em? Tại vì trên Thập Tự Giá Ngài đoán xét cái quyền lực của bóng tối, quyền lực của sự chết, quyền lực sự chẳng tin là vua chúa của thế gian, mà tối này là ma quỷ. Tại Thập Tự Giá Chúa chỉ ra là sự chết không còn nữa. Tại Thập Tự Giá Chúa đã đoán xét là cái sự chết mà ma quỷ đem đến cho con người là chấm dứt tại Thập Tự Giá, bởi vì cái sự chết và sống lại của Ngài. Cho nên vua chúa thế gian này đã bị đoán xét, thì những ai mà theo vua chúa của thế gian này thì cũng đã bị đoán xét rồi, thưa quý mạng. Và đó là lý do quý mạng cho đây. Chúng ta không cần giảng cái sự đoán xét, ai cũng biết mình có tội, ai cũng biết mình sẽ đi vào một cái chỗ nào đó, nó là địa ngục, đó là cái chỗ ô tối nào đó, là chỗ của diêm vương nào đó. Đó là lý do mà người ta tìm con đường ra. Nhưng mà rất không may cho con người là con người vẫn tìm con đường ra trong sự tối tăm và mù lòa của mình, đó là sự chẳng tin. Tại vì chỉ có một sự sáng của thế gian mà không họ cần nhận thấy thế gian. Nhưng mà tôi cũng thưa cùng quý bạn cho em, vừa theo Kinh Thánh mà chúng ta nói rằng ngày hôm nay không có sự đoán xét nào nữa cho con cái của những chúng ta trong Roma các quý mình đây, cho những kẻ tin. Amen, quý bạn cho em đây, tại ra Đức Thánh Linh sẽ cáo kết thế gian về tội lỗi. Phải quý bạn cho em, thứ nhất sao, tầm không tin Đức Christ, phải quý bạn cho em, quý bạn cho em lại, tức là không tin Đức Christ là nào bị đoán xét, và quý bạn cho em sẽ bị đoán xét về tội lỗi, đoán xét về sự công bình, và đoán xét về sự phán xét. Nhưng mà tôi và quý anh bạn trên Đức Thánh Linh đã kéo chúng ta ra khỏi những sự đoán xét đó rồi. Về sự công bình chúng ta có Ngài, về tội lỗi chúng ta có Ngài, về sự đoán xét chúng ta có Ngài. Chúa Giêsu đã nhận tất cả những sự đó trên thân thể của Ngài. Cho nên ngày nay lời Chúa có cáo tác chúng ta, nhưng mà lời Chúa thay vì đẩy chúng ta ra và chỗ tội lỗi và chỗ không công bình và chỗ của sự đoán xét, thì lời Chúa kéo chúng ta vào cái sự lành chọn của Chúa Giêsu, và nơi đó không có tội lỗi, nơi đó không có sự đoán xét, nơi đó không có sự không công bằng. Tại vì mọi sự làm tròn ở trên Thập Tự Giá. Tôi muốn chấm dứt để nói cùng quý bạn cho em. Quý bạn cho em sẽ nghe tôi nói nhiều về Đức Thánh Linh, nhưng mà sự Đức Thánh Linh làm đó là Ngài ở cùng chúng ta trong câu chót của đoạn 16, xin đọc với tôi. Câu 33, đọc với tôi. Ta đã bảo cho các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng. Ta đã thắng thế gian rồi. Ai đã thắng thế gian? Chúa Giêsu. Ai phải nên vững lòng? Tôi và quý anh bạn cho em. Chúa thắng bằng gì? Dòng huyết vô tội của Ngài. Chúa thắng bằng gì? Danh xưng lạ lùng của Ngài. Chúa thắng bằng gì? Sự làm việc của Đức Thánh Linh, sự làm trọn của Đức Thánh Linh trong cuộc đời. Tôi và quý anh bạn cho em. Nếu mà Chúa nói cùng chúng ta các ngươi sẽ vui vẻ trong cuộc đời, thì Ngài không cần nói cái này. Chúa nói là các ngươi có lòng bình yên chúng ta, các ngươi sẽ có hoạn nạn. Không ai lúc mà giảng, không ai dám giảng cái này hết. Ai cũng dạng tới đi, có sự sống đời đời, tới đi có sự yêu thương, tới đi có tiền, tới đi được đi Mỹ, có đi lên tới đi là có công an việc làm. Không, Chúa nói các ngươi tới với ta thì các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng mà hãy vững lòng bình chí, vì ta đã thắng thế gian rồi. Tại Thập Tự Giá Ngài đã thắng thế gian rồi, và lý do chúng ta được vững lòng bởi vì đấng nguyên hội ngày hôm nay không có ở trên thiên đàng, mà đấng nguyên hội ngày hôm nay qua Đức Thánh Linh ở cùng tôi và quý bạn em, để điều gì mà Đức Thánh Linh làm đời tượng trong Chúa Giêsu, làm trọn trong Chúa Giêsu, thì cũng đã làm trên tôi và quý bạn. Amen. Để vì Chúa Giêsu làm cái Ngài trên đất thì Ngài làm trên tôi và quý bạn em. Khi mà chúng ta không làm được, Đức Thánh Linh làm được. Khi chúng ta đặt tay ghê đau không được, Đức Thánh Linh giúp chúng ta làm được. Khi mà chúng ta không có sự khôn ngoan thì Chúa có lời nói khôn ngoan cho chúng ta. Khi chúng ta không có sự tri thức thì Chúa có lời nói tri thức cho chúng ta. Khi chúng ta cần các ân chữa lành thì Chúa có cái ân đó trên tôi và quý bạn cho em. Đi gì là người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Ơn tứ của Chúa vẫn còn cho ngày nay, phép lạ của Chúa vẫn còn cho ngày nay, quyền năng của Chúa vẫn còn ngày nay, tại vì đấng ơn mũi ở cùng chúng ta. Nhưng mà ơn tứ thì được đổ từ trên cao và ban cho mỗi một người tùy theo ý Ngài muốn. Xin mời quý bạn cho em. Amen. Hallelujah. Chúa ơi, buổi chiều nay chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm vì sự thương xót của Chúa, vì sự vinh hiển của Chúa tại vì trên chúng con. Nguyện Chúa ban ơn, nguyện Chúa giàu ơn, nguyện Chúa dùng lời của Ngài để kết quả trong cuộc đời chúng con đụng đến anh chị em chúng con. Trong danh Chúa Jesus Christ, nguyện chúng con được ngọt ngào bởi lời của Ngài. Trong danh Chúa Jesus Christ, nguyện chúng con được tăng trưởng bởi lời của Ngài. Trong danh Chúa Jesus Christ, nguyện chúng con được lớn lên, được mạnh mẽ,
và được nhận lời của Chúa buổi chiều này. Và khi chúng con nhận lời của Ngài thì lời của Chúa là gươm hai lưỡi để ăn sâu vào hồn linh của vị chúng con, để chuẩn bị chúng con, dạy dỗ chúng con, dẫn dắt chúng con làm những việc làm của Đức Chúa Trời. Khi chúng con tôn vinh Chúa buổi chiều này, nguyện lời Chúa ăn sâu vào cho chúng con xa trời, đây dạy chúng con làm tấm lòng chúng con mềm mại. Đây là chúng con nhận lệnh cái điều từ trên cao của Đức Chúa Trời, chúng con cảm ơn Chúa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Gần bên Chúa ta.